Alo, Alo. dạo này anh khỏe không? Em hôm nay em mở kênh YouTube của anh lên xem ấy. Thế là nghỉ hẳn à hay là... Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Gần đây ấy, thì có rất là nhiều bạn nhắn tin và kiểu comment hỏi mình là anh PhD nghỉ làm YouTube à, rồi là có rất là nhiều những cái câu hỏi ấy. Và mình thấy là còn có nhiều bạn ấy thì còn kiểu cắt ghép video này xong đăng lên nói là anh PhD nghỉ làm YouTube này. Thì thôi, nói chung là ngày hôm nay thì mình sẽ trực tiếp gọi điện cho anh PhD để nghe chính anh PhD nói xem là liệu anh PhD có nghỉ làm YouTube không nhá. Alo. Ôi, dạo này anh khỏe không? Trời, nghe giọng như kiểu là đang ngáy ngủ. Em đang ngủ. Ôi thế ạ? Em hôm nay em mở kênh YouTube của anh lên xem ấy. Em thấy lâu lắm rồi anh không ra video. Thế là nghỉ hẳn à hay là chỉ kiểu nghỉ một thời gian thôi? Em nhìn thời gian cơ mà. Vâng, thì em cũng nghĩ chắc là anh nghỉ một thời gian thôi mà em sợ ốm hay sao thế là gọi điện hỏi thăm tí. Nhìn thời gian thôi. Kiểu lần trước em nhớ anh em mình nói chuyện anh cũng bảo là kiểu nghỉ một thời gian, chắc là anh bây giờ ra ít hơn gì. Vâng. Thế mọi người vẫn khỏe chứ? Vợ con, mẹ anh. Ok, thế em hỏi thăm thế thôi, vẫn khỏe là vui rồi. Thế anh ngủ tiếp đi nhá, sorry, gọi đúng lúc ngủ. Vâng, ok, bye bye anh. Vâng, em chào anh ạ. Đấy, như các bạn cũng đã nghe anh PhD nói ấy, thì anh PhD không nghỉ làm YouTube nhá. Nên là các bạn đừng có lo. Và nếu như mà các bạn ngày xưa ấy, đã từng theo dõi mình ấy, thì cũng biết là ngày xưa thì mình đã từng hay làm video với anh PhD. Nói chung là ngày xưa có rất là nhiều những cái video đi chơi các thứ cũng rất là vui. Nhưng mà sau đấy thì mình kiểu không có làm video chung nữa ấy. Bọn mình vẫn nói chuyện, vẫn chơi với nhau. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là kênh của mình ấy, với kênh của anh PhD ấy, thì nói chung là mỗi kênh thì sẽ có những cái hướng đi khác nhau. Thế nên là mình không làm video chung nữa. Mà cái hồi đấy mình nhớ rằng là kiểu chỉ là kiểu anh PhD rủ mình đi quay chung ấy. Thế xong mấy cái video em gái nuôi ấy, rất nhiều view và mọi người rất là thích, rất là ủng hộ. Thế xong mình cũng kiểu quay quay mấy cái video đi chơi với nhau, chơi vui thôi. Mà hồi đấy mình nhớ là có rất là nhiều bạn anti chửi. Nhớ lại hồi đấy mình thề là mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi này, rất là stress và mình cảm thấy cực kỳ buồn luôn ấy. Thế sau mình vì mình cảm thấy buồn quá, thế xong mình với cả anh Dưỡng đã quyết định là thôi, bây giờ không quay video chung nữa. Đấy, thế nên là nhiều bạn cứ hay đồn linh tinh là mình với anh Dưỡng không chơi với nhau nữa hay các kiểu ấy, thì cái đấy là sai nhá. Và mọi người cũng đồn rằng là anh Dưỡng nghỉ làm YouTube ấy, thì điều đấy cũng là sai nhá. Bởi vì là bây giờ ấy thì anh Dưỡng chuyển nhà, mọi người cũng biết này. Và anh ấy cũng nói ấy, nghe chính giọng anh ấy nói nhá, là anh ấy không nghỉ hẳn mà sẽ là nghỉ một thời gian ngắn thôi. Có thể là 1-2 tháng gì đấy, hoặc là 2-3 tháng gì đấy, để có thể dành thời gian cho bản thân, cho gia đình này, rồi sau đấy ấy, mới quay trở lại làm video YouTube như là bình thường. Nên đây sẽ là một cái video để thông báo một cách chính xác cho các bạn fan. Các bạn fan của anh PhD đừng lo nhá. Tại vì là mình cũng thấy rất là nhiều bạn lo lắng ấy, comment này xong nhắn tin cho mình ấy. Thì nói chung mình nghĩ rằng là không thể để những cái thông tin sai lệch nó tràn lan được, mọi người cắt ghép video rồi nói sai rất là nhiều. Nên là mình đã quyết định làm cái video này để mà cho mọi người một cái câu trả lời nó chính xác nhất ấy. Còn nhiều bạn cứ hỏi mình ấy, mình với anh Dưỡng có làm video với nhau nữa không? Thì nói chung là nhân cái video này thì mình cũng trả lời luôn với các bạn là không, không nhá. Bởi vì nói chung là nhiều lý do, bọn mình vẫn là bạn bè, vẫn nói chuyện, vẫn đi chơi với nhau bình thường. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không làm video chung nữa. Bởi vì đấy thì như mình nói rất nhiều lý do từ ngày xưa nữa. Và nói chung mình cũng muốn tự làm những cái nội dung riêng của mình ấy. Và nói chung là kiểu mình thì ở Hà Nội, còn anh Dưỡng thì ở Bắc Ninh ấy. Nên là kiểu gặp nhau nó cũng khó, nên là nhiều khi cũng chỉ kiểu nói chuyện với nhau này. Nên là
Nếu như mà mọi người muốn xem những cái video của mình chung với anh Dưỡng ấy thì có thể xem lại những cái video ngày xưa nhá. Mình sẽ để link dưới phần mô tả. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều bạn đã xem những video đấy rồi. Nói chung là mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái việc làm YouTube ấy, YouTuber ấy, thì nhiều khi nó cũng mệt mỏi, cũng áp lực lắm. Tại vì không chỉ là những cái lời khen mà chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải đón nhận những cái lời chê rồi những cái lời chửi. Mà thậm chí khi mà làm một cái video xong mình xem ở bên dưới ấy, mình kiểu bỏ công bỏ sức rồi vất vả làm ra xong bên dưới toàn là comment chửi ấy thì cũng rất là buồn, và nói chung là nó mệt mỏi, nó buồn lắm, nó buồn cách kinh khủng luôn ấy. Thế nên là nhiều khi mọi người cũng sẽ phải cần có những khoảng thời gian để nghỉ ấy. Nhưng mình cũng đã từng nghỉ phải năm luôn á. Thế nhưng mà bây giờ mình đã quay trở lại rồi. Nói chung là khi mà mình nghỉ mà mình quay trở lại ấy, thì đương nhiên là cái lượng view rồi tất cả mọi thứ nó sẽ không được như xưa ấy. Quan trọng nhất là thì mình muốn dành những lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người mà luôn theo dõi kênh của mình, những người mà biết đến Trần Minh Phương Thảo này, rồi là từ ngày xưa những người đã biết đến Trần Minh Phương Thảo với cả VHD Chôn, rồi em gái nuôi, bọn mình đã từng làm rất là nhiều video rất là vui đúng không? Thôi rồi, cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.